Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Nhân sâm là một trong những loài thảo dược rất là quý hiếm và nó có giá trị và tác dụng sử dụng rất là cao, đặc biệt đối với sức khỏe của chúng ta. Ngoài việc hỗ trợ và điều trị bệnh cũng như là phòng bệnh, thì nhân sâm còn có giá trị sử dụng hết sức là tuyệt vời đối với việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Và trong video ngày hôm nay thì Bá Ngọc và cùng bạn sẽ tìm hiểu cái tác dụng của sản phẩm cao hồng sâm trong việc chống lão hóa và làm đẹp da. Thời đại làm đẹp không chỉ mới bắt đầu từ khi những cái thương hiệu mỹ phẩm ra đời, mà đã tồn tại từ hàng trăm, hàng ngàn năm, được rất nhiều những quý cô, quý bà ở những cái nơi hoàng thất, cung điện đã biết sử dụng những sản phẩm từ sâm để làm sao mình đẹp hơn và hoàn thiện hơn. Có rất nhiều những câu chuyện, những cái phương thức để làm đẹp về da, tóc hay móng, hay là giữ gìn về vóc dáng và đến khuôn mặt đã theo thời gian và tồn tại và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Cái công dụng và công hiệu chống lão hóa cũng như là làm đẹp da của nhân sâm đã được khẳng định từ rất là lâu đời rồi. Vậy trong nhân sâm có cái hoạt chất gì mà lại có thể là hỗ trợ chúng ta làm đẹp cũng như là giữ gìn được vóc dáng? Và các nhà khoa học họ đã tìm hiểu và phân tích cũng như là nghiên cứu thì họ phát hiện ra trong nhân sâm có một hoạt chất hết sức là đặc biệt. Vâng, đó chính là saponin ạ. Vậy thì hoạt chất saponin có tác dụng như thế nào đối với việc chống lại sự lão hóa và làm đẹp da? Các thành phần saponin có trong sản phẩm cao hồng sâm giúp thúc đẩy quá trình tạo máu và tăng cường oxy cho mạch máu, giúp mạch máu lưu thông tốt hơn và có tác dụng làm cho da căng hồng và tươi sáng hơn. Khi làn da của chúng ta được cung cấp đầy đủ về máu cũng như là oxy thì làn da chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ, nó là hồng và sáng hơn rất là nhiều đấy ạ. Hoạt chất saponin có trong nhân sâm có tác dụng chăm sóc và nuôi dưỡng các tế bào da sâu từ bên trong, cân bằng chuyển hóa giúp giảm mệt mỏi và stress, làm cho da khỏe mạnh hơn và tươi sáng hơn. Đặc biệt hoạt chất saponin có trong nhân sâm có tác dụng phục hồi da bị hư tổn, tái tạo những cái sản sinh tế bào da mới, dưỡng ẩm, làm mờ vết thâm, giảm nhăn, chống lão hóa da, làm cho da săn chắc, duy trì sự trẻ hóa cho làn da. Và đặc biệt nữa giúp đào thải độc tố và giúp da trắng sáng và mịn màng hơn. Hoạt chất saponin có trong nhân sâm có nhiều những cái chất chống oxy hóa, có thể tạo ra một hiệu ứng săn chắc da trên da và làm giảm đi cái sự phát triển của những cái nếp nhăn. Sản phẩm cao hồng sâm là một trong những sản phẩm tốt nhất để giúp chúng ta chăm sóc da và hạn chế quá trình lão hóa da. Đây thực sự là một thần dược trong việc làm đẹp và giữ gìn tuổi thanh xuân của các chị em phụ nữ. Vâng, đó là những cái tác dụng hết sức tuyệt vời của saponin đối với việc chống lại sự lão hóa và làm đẹp da của chúng ta. Để giúp bạn hay những người thân có thể mua được dòng sản phẩm cao hồng sâm chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như là giá thành của sản phẩm, thì bạn có thể tìm mua tại rất nhiều những cái cửa hàng, những cái địa chỉ uy tín và những cái nhà phân phối độc quyền chính hãng của nhà sản xuất. Hoặc bạn có thể tìm mua tại trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h.com. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín luôn làm việc với những đối tác hàng đầu tại đất nước Hàn Quốc để mang những dòng sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Khi bạn mua sản phẩm tại trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h.com thì nếu trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Và đặc biệt khi bạn đã mua và bóc sản phẩm rồi mà bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm trong 7 ngày thì chúng tôi sẽ có chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Cùng với đó nữa thì bạn có thể yêu cầu kiểm tra thật kỹ hàng hóa trước khi trả tiền. Và trên hết, đối với trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h.com thì bạn sẽ được một đội ngũ chuyên gia hết sức là đặc biệt sẽ chăm sóc, giúp bạn làm sao để sử dụng sản phẩm thu được kết quả tốt nhất trong suốt quá trình sử dụng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cao hồng sâm có tác dụng như thế nào đối với việc chống lại sự lão hóa và làm đẹp da thì bạn có thể kéo xuống phía dưới phần mô tả của video này, click vào đường link Korea Shop 24h.com. hoặc bạn mong muốn Bá Ngọc hay là những chuyên gia hàng đầu tại Korea Shop 24h.com có thể tư vấn kỹ càng hơn về sản phẩm cao hồng sâm thì bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985. Bá Ngọc xin nhắc lại 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Kính chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và bình an.